Sâu khoan, sâu ăn tạp là loài sâu khoan không chỉ phá hoại cây dại mà còn tác động đến nhiều loài cây trồng khác. Chúng hay đẻ trứng trên thành tổ, nó phủ trên ngoài lớp lông mịn. Sâu non lúc thì sống theo đàn, nhưng khi lớn lên thì di chuyển rất lẹ. Vòng đời của sâu non từ 22 đến 30 ngày. Sâu xanh ăn lá ký sinh trên cây rau muống, cà, ớt, đậu đỏ. Tuy nhiên vòng đời của chúng phụ thuộc vào nhiệt độ, thời tiết mà sâu non có thể sống từ 15 đến 20 ngày. Sâu phát triển từ xanh nhạt đến nắng, rám nắng, hồng hoặc nâu xám. Màu sắc của sâu cũng bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Chúng thường rạch các chồi và quả non, ăn các hốc bên trong và làm rụng các quả non và chồi non. Thường thường thì xuất hiện nhiều nhất vào mùa xuân và đầu mùa hè. Sâu xanh ăn lá có vòng đời từ 20 đến 45 ngày. Nó mất khoảng 2 đến 4 ngày để ủ trứng. Trứng ban đầu sẽ có màu trắng đục, cho đến khi gần nở thì hơi ngả vàng. Kích thước trứng siêu nhỏ, chỉ khoảng 0,5mm. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường. Khi nó có màu xanh nhạt hay xanh lá cay đậm, với hai sọc trắng dài trên cơ thể thì người ta gọi đó là ấu trùng. Ấu trùng nó mất khoảng 4 lần lột xác để phát triển trong vòng 10 đến 18 ngày. Khi đó kích thước nó sẽ dài ra khoảng 20 đến 25mm. Khi mới phát triển thành nhộng thì nó sẽ có màu nâu nhạt, sau vài ngày sẽ biến thành màu đen. Cuối cùng nó sẽ trưởng thành với kích thước 10 đến 12mm với đôi cánh rộng 20 đến 25mm. Hình dạng của nó lúc này ở cánh trước màu trắng bạc với một đường viền màu nâu đậm dọc theo hai cánh trước và cánh ngoài của cánh trước, cánh ngoài của cánh sau. Cuối đốt bụng có chùm lông của cơ quan sinh sản có màu nâu đen. Ấu trùng hay còn gọi là sâu xanh thường sống ở đọt và mặt dưới của lá non. Nó thường cuốn lá hoặc đan xen với nhau và nó ẩn nấp bên trong để gây hại. Sâu tơ là loài sâu gây hại phổ biến nhất trên cây trồng. Nó rất thích ăn lá nhưng lại chỉ ăn phần dưới của lá nên rất khó nhận ra đang có sâu phá hoại. Sâu xám là loài sâu đa thực ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt cây lương thực, thực phẩm, ngô, đậu, lạc, cà chua. Chúng sống được ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Với sự phân bố rộng rãi như vậy, sâu xám là loài sâu phổ biến trên cây trồng. Vòng đời của chúng thường trải qua 4 giai đoạn, cơ bản là bướm, trứng, sâu non và nhộng. Đặc biệt, bướm thường có màu nâu sẫm hoặc xám và dài khoảng 16-23mm. Trứng của sâu xám có hình bán cầu, lúc đầu màu trắng sữa, sau dần chuyển sang màu hồng hoặc tím. Sâu non có màu xám đen hoặc đen bóng và sống từ 22-53 ngày. Sâu gây hại phổ biến nhất trên cây trồng. Nó rất thích ăn lá nhưng lại chỉ ăn phần dưới của lá nên rất khó nhận ra đang có sâu phá hoại. Sâu tơ, trứng rất nhỏ, màu trắng, nở trong vòng 4-5 ngày. Sâu nhỏ dài độ 8-10mm, màu xanh lục có màu trắng đặc sắc ở giữa lưng. Thường nhả tơ cuốn lá non lại và ở bên trong lá hoặc cặp vỏ quả non. Sâu đủ lớn, độ 2 tuần làm nhộng trong lá khô.